Thương hiệu Tugari, một trong những cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ, và một chiếc đồng hồ cũng rất là đẹp, giá trị sưu tầm. Và chiếc đồng hồ này thì có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất, cái phần khung vỏ thì được bọc vàng và đáy là đáy đét. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt lên tới 35.5mm, một cái size rất là lớn trong size vintage xưa. Chiếc Tugari này là một trong những cái chiếc đồng hồ chạy với bộ máy lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc Tugari này, nó duy nguyên bản anh em nhé. Và mặt mỡ gà trải tia bắt sáng rất là tốt. Chiếc đồng hồ này thì có bộ ba kim, thì kim giờ và kim phút là kim lá lối cổ điển, và trong đó kim dây là một kim có cái đầu mũi tên đỏ. Và có một vị trí lệch góc 3 giờ, lệch đỏ anh em nhé, may mắn quanh năm. Và kính là kính zin anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy của nó, thép không gỉ, và anh em thấy không, zin mộc nguyên bản anh em nhé, chưa đánh bóng spa gì cả, tổng thể còn hoàn hảo. Và chiếc này giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em sưu tầm chơi. Và điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này, bốn chân càng rất là to và có một cái niềng benzen khía, nó nhìn nó rất là cổ điển anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này đơn giản nhưng mà hội tụ rất là nhiều nét đẹp, và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu rất là tây anh em nhé, và đeo lên tay rất là to. Và giá giao lưu, em giao lưu sản phẩm này lên cho em mã 1, giá em giao lưu là 3.300.000 đồng.